Logo Cũ Bùi Tuấn xin kính chào toàn thể quý vị và quý khách hàng. Hiện tại bây giờ đang là 12 giờ trưa ngày 18 tháng 9 năm 2019. Tại đây, tại cửa hàng đồ gỗ cũ Bùi Tuấn, tại cái địa chỉ là số nhà 33, đường Đại Phùng 2, Đan Phượng, Hà Nội. Cửa hàng đồ gỗ cũ Bùi Tuấn của chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đến tất cả các quý vị và quý khách hàng một cái siêu phẩm, tuyệt phẩm và là bộ tứ quý Mai Lan Cốc Trúc, hàng cũ tái, chất liệu bằng gỗ vụ khảm ốc Singapore, hàng đỏ lửa vàng chanh, hàng đỉnh cao của đỉnh cao, mang thương hiệu đồ gỗ cũ Bùi Tuấn. Thì cái bộ tranh tứ quý này thì cửa hàng chúng tôi vừa mới hoàn thiện xong, chính xác là vừa mới mang về tại cửa hàng. Thì chúng tôi cho lên như này để cho quý vị có thể tham khảo và xem cái bộ siêu phẩm đẳng cấp như thế này. Thì quý vị nào mà quan tâm đến cái một cái tuyệt phẩm là một bộ tứ quý khảm ốc Singapore như này thì có thể liên hệ trực tiếp cho cửa hàng chúng tôi thông qua số điện thoại 0985 230 888, hoặc quý vị có thể nhắn tin Zalo, Facebook, Viber theo số điện thoại ở trên đây để lấy thêm thông tin và cái hình ảnh chi tiết nhất cũng như là giá của cái sản phẩm mà quý vị muốn quan tâm. Thì cái kích thước của cái bức tranh tứ quý này, cái bộ tranh tứ quý Mai Lan Cúc Trúc hàng đẳng cấp này thì là cao là 1m17 và nhân chiều ngang là 37 phân, và ván khảm là liền một tấm và dày là 1/6, đấy 1.6 phân động. Đây quý vị có thể nhìn trên màn hình đây. Thì sau đây thì tôi sẽ xin được đi vào đường nét chính và cơ bản nhất của cái bộ tứ quý siêu VIP và đỉnh cao như thế này để cho quý vị có thể tham khảo chi tiết các cái đường nét rõ nhất của cái sản phẩm. Thì cái bộ như này thì cái thời gian gần đây nhất thì cách đây tầm độ gần một tháng thì chúng tôi đã giao lưu một bộ cũng như thế này cho một bác trong nội thành Hà Nội, thì tôi chưa nhớ tên. Đấy, cho nên là quý vị nào mà quan tâm đến một cái sản phẩm như này thì có thể liên hệ luôn cho chúng tôi để sở hữu nó về với ngôi nhà của mình. Đây thì đầu tiên thì tôi sẽ được đi đến cái cảnh nam trước. Đây tôi quay một ngược đây cảnh nam đây cho quý vị, cảnh mai đây cho quý vị xem. Cảnh mai thì tượng trưng cho mùa xuân. Đấy, để quý vị xem đây. Hàng cực đẳng cấp luôn. Tôi quay một tổng thể một lượt đây cho quý vị, chúng tôi đi vào đường nét. Đây, và hàng này là hàng khảm ốc Singapore 100%. Đấy, toàn ốc đỏ lửa vàng chanh và hàng cắt sen động cực kỹ thuật và đỉnh cao. Hàng cũ tái, chất liệu bằng gỗ vụ và không bong chóc nỗi lầm hay đứt nẻ bất cứ đâu cả, và hàng cực đỉnh cao luôn. Nét cắt tỉa đây quý vị có thể xem nào. Hiện tại bây giờ tôi quay đang là 12 giờ trưa đây quý vị xem. Lắng với bóng cây đây ngăn ra rất là rõ ràng, thì nên nó rất là bóng. Đấy, cho nên là nó không thể hiện được hết cái màu ốc của nó được, còn đến thực tế thì nó đẹp hơn rất là nhiều. Đây là bức mai. Và đây tôi sang bức lan này quý vị. Có thể ở đây tôi quay một lượt đây. Rất là rõ và chi tiết nhất. Đấy, và ở trên là 4 bài thơ của 4 mùa. Đấy, 4 mùa khác nhau, đấy 4 bài thơ. Rất là dài và nét cắt thì chữ thì rất là đẹp. Đấy, và kỹ thuật cao đấy rất là rõ ràng. Quý vị có thể xem đây tôi quay từ trên này quý vị thấy vào. Ốc thì cực là đỉnh cao luôn. Toàn ốc vàng chanh đỏ lửa thôi. Đấy, tôi quay sát chi tiết nhất để cho quý vị có thể là nhìn rõ nét cái sản phẩm của cửa hàng chúng tôi bán ra. Đấy, có từ con bướm đây, các bông hoa cúc đây. Đây, và những cái cành hoa lan ra. Đấy, quý vị có thể xem đây. Quay xa như này đã thấy đỏ rồi, quá đỏ. Đấy, cực đẹp và đỏ. Đấy, còn nhìn thực tế thì nó đẳng cấp hơn rất là nhiều. Đấy, quý vị nhanh tay xíu một cái sản phẩm như này. Và đây, tôi quay sang bức cúc đây. Nếu mà bác nào mà thực sự mà có tay nghề hoặc là có kinh nghiệm chơi đồ khảm thì nhìn những cái bức tranh như này thì không thể chê vào đâu được, và biết được cái giá trị của cái bức tranh này nó nằm ở đâu. Đấy, giá trị đích thực của nó nằm ở chỗ nào. Đấy, và hàng tái sử dụng được tầm 7 đến 8 năm rồi và đã được chúng tôi là hoàn thiện kỹ, si sáp và đánh cho một lượt vết ly mỏng ở trên chơ vân gỗ. Đấy, hàng cực đẹp luôn. Đấy, từ các bông hoa này quý vị xem này, ốc nguyên đội ốc rất là đẹp luôn. Đấy, đỏ lửa vàng chanh cực đỉnh cao luôn. Đấy, hai chú gà. Đấy, một chú gà trống, một chú gà mái. Đấy, cực đẹp luôn. Những cái bức tranh như này thì nói thật ra thì chúng tôi cũng không bao giờ dám nhận đơn đặt hàng. Đấy, vì nó quá đẹp. Đấy, và không phải lúc nào cũng gặp. Đấy, chứ không phải là gặp cái thì gặp được thì mới có, chứ còn không gặp được thì rất là khó. Đi sưu tầm những bức này rất là khó khăn. Đấy, bức cúc. Đấy, quý vị có thể nhìn chi tiết. Đấy, và đây tôi quay sang bức trúc đây. Đỏ không thể tả được luôn cái độ đỏ của nó. Đấy, toàn ốc vàng chanh thôi. Đấy, ốc vàng chanh, đỏ lửa vàng chanh rất là đẹp. Quý vị có thể nhìn rất là chi tiết. Đấy, và rõ nét tôi quay cận cảnh đây. Và nhìn thực tế thì nó đẹp, nhìn mắt thường thì nó đẹp hơn rất rất là nhiều luôn. Đấy, những bộ tranh như này thì nó làm nên thương hiệu của cửa hàng đồ gỗ cũ Bùi Tuấn của chúng tôi. Đấy, cho nên đây là một trong những tuyệt phẩm để đời luôn. Đấy, những tuyệt phẩm để đời, không phải lúc nào cũng sưu tầm được. Đấy, quý vị có thể xem đây rất là đẹp luôn. Tôi quay rất là rõ nét. Và tôi xin được quay lại tổng thể một lần nữa để cho quý vị có thể là nhìn một cách toàn cảnh nhất
để quý vị có thể là treo vào không gian của nhà mình làm sao cho phù hợp nhất. Và cửa hàng chúng tôi là giao lưu với tất cả anh em thợ thuyền lẫn người dân tiêu dùng và cả quý khách hàng ở trong Bắc và ở trong Nam và ngoài Bắc, chúng tôi giao lưu hết. Đây, quý vị nào mà quan tâm thì có thể đến trực tiếp cửa hàng chúng tôi tại cái địa chỉ số nhà 33, số nhà 33 đường Đại Phùng 2, Đan Phượng, Đan Phượng, Hà Nội. Thì quý vị xem video của chúng tôi nhớ đừng quên cho chúng tôi một like và một chia sẻ và bình luận phần bên dưới và đăng ký subscribe kênh Đồ Gỗ Cũ Bùi Tuấn để có thể tiện cập nhật và theo dõi những cái sản phẩm mà cửa hàng về mới nhất và thường xuyên nhất. Và hơn nữa là để cho cửa hàng chúng tôi ngày càng phát triển hơn, để lấy thêm động lực đi sưu tầm thật nhiều các cái sản phẩm mẫu mã khác nhau, đa dạng để phục vụ tất cả các quý khách hàng ở trên toàn quốc và giá cả cạnh tranh nhất trên thị trường. Thì sau đây thì tôi xin phép được dừng cái video clip ở tại đây. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những cái video clip tiếp theo. Xin chào.